chưa cùng anh chị em và ở cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccaeo lời Chúa vinh danh Chúa sách Giao Phả của Chúa Giêsu Kitô con vua David con của Abraham Abraham xin Isaac Isaac xin Jacob Jacob xin Judah và các anh em người Judah xin Phares và Zara Phares xin Esrom Esrom xin Aram Aram xin Aminadab Aminadab xin Nasong Nasong xin Sanmon Sanmon xin Boo do bà Rahab Boo xin Zobet do bà Ruth Zobet xin Jesse Jesse xin vua David Vua David xin Salomon do bà vợ của Uria. Salomon xin Roboam, Roboam xin Abia, Abia xin Asa, Asa xin Josaphat, Josaphat xin Joram, Joram xin Osia, Osia xin Joatham, Joatham xin Aka, Aka xin Ezekiah, Ezekiah xin Manasseh, Manasseh xin Amos, Amos xin Yosia, Yosia xin Zeconia và các anh em trong thời lưu đài Babylon. Sau thời lưu đài ở Babylon, Zeconia xin Salatien, Salatien xin Zorobaben, Zorobaben xin Abiud, Abiud xin Eliakim, Eliakim xin Azor, Azor xin Sadoc, à, Sadoc xin Akim, Akim sinh Eliud, Eliud sinh Eleaza, Eleaza Sin Mathan, Mathan Sin Jacob, Jacob Sin Jose là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Jose trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép chúa thánh thần du xe chồng bà là người công chính không muốn tố giác bà nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo hỡi du xe con vua david đừng ngại nhận maria về nhà làm bạn mình vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần, bà sẽ sinh hạ con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô người khen Chúa. Thương bạn chị em, hôm nay chúng ta mừng sinh nhật Đức Maria mẹ của Chúa Giêsu, mẹ của giáo hội và mẹ của mỗi người chúng ta. Theo thông thường thì trong giáo hội không có kính nhớ ngày sinh nhật mà chỉ nhớ đến cái ngày mất là ngày sinh ở trong nước trời mà thôi. Chỉ có ba vị mừng sinh nhật tại thế đó là Chúa Giêsu của chúng ta mừng vào ngày 25 tháng 12 rồi Đức Mẹ mừng vào ngày hôm nay 8 tháng 9 và Doan Tẩy Giả mừng vào ngày 24 tháng 6. Tại làm sao chỉ có ba vị mừng vậy? Theo lời giải thích của Thánh Augustino giải thích như thế này. Mọi người khi sống ở trần gian này là đang ở trong một cái tiến trình nên thánh và chỉ trở thành thánh một cách thật sự khi đã chấm dứt cuộc sống ở trần thế này và được bước vào trong nước trời lúc đó mới thành thánh thật sự và lúc đó mới đáng để mừng kính Riêng ba vị được mừng kính sinh nhật tại thế Bởi vì khi còn ở trần gian này Ba vị đã thật sự là đấng thánh của Thiên Chúa Chúa Giêsu là đấng thánh đứng ba lần thánh Đức Maria với đặc ân vô nhiễm nguyên tội Không mắc tội nguyên tổ Không mắc tội riêng của mình cho nên Đức Maria cũng là thánh Với Doan Tẩy Giả Được ơn thánh hóa Khi còn trong lòng mẹ Với biến cố Đức Maria mang thai Chúa Giêsu Đi viếng bà Isavia Và ở đó Doan Tẩy Giả đã được thánh hóa Và đã được nên thánh Cho nên đã nhảy mừng trong lòng mẹ cho nên chúng ta chỉ mừng sinh nhật ba vị ở trần gian này mà thôi với sinh nhật đức mẹ chúng ta thử hỏi có sử sách nào ghi lại hay không thưa kinh thánh không có ghi lại chỉ có thánh truyền trong tác phẩm mang tên là tiền phúc âm theo thánh jacob có ghi lại hoàn cảnh ra đời của Đức Maria ngắn gọn như thế này thôi. Đó là Đức Maria là con của Joachim và Anna. Ở đây con xin mở ngoặc tí xíu. Cái tên Joachim nhiều người trong chúng ta đọc sai, viết sai. Đọc là Joachim chứ không phải là Joan Kim, không phải là Joan Kim. Viết cũng vậy, do e Kim dính liền nhau chứ không phải là giết doan rồi Kim cách ra cho nên chúng ta phải lưu ý tên của cha mẹ Đức Maria là do A Kim và Anna rồi hai ông bà Sinh Đức Maria trong lúc tuổi đã cao niên như kinh thánh có ghi nhiều trường hợp sinh con trong lúc tuổi đã cao niên là do ơn ban của Thiên Chúa thì hai ông bà cũng nằm trong trường hợp đó. Và sau khi sinh con thì 14 ngày sau hai ông bà đặt tên cho con mình là Maria, một cái tên rất thông dụng được nhiều người Do Thái lúc bấy giờ đặt tên cho con gái của mình. Cái điều thứ hai Chúng ta hỏi rằng Vậy thì Đức Maria có phải sinh vào ngày chính xác là ngày 8 tháng 9 hay không? Thưa chắc chắn là không, bởi vì dương lịch nó ra đời sau cái thời Chúa Giêsu. Cho nên Đức Maria chắc là không sinh chính xác vào ngày 8 tháng 9. Có hai truyền thống giải thích về ngày mừng kính sinh nhật Đức Mẹ vào ngày 8 tháng 9 hôm nay. Truyền thống thứ nhất giải thích rằng vào thế kỷ thứ năm có một ngôi nhà thờ được cất lên ở cái nơi mà người ta truyền tụng với nhau đó là cái nơi mà đức maria sinh ra và khi nhà thờ được xây cất xong vào cái ngày thánh hiến là ngày 8 tháng 9 cho nên người ta mừng sinh nhật của đức maria vào ngày 8 tháng 9 có một cách giải thích khác đó là đối với phương Đông ngày xưa Ngày 8 tháng 9 rơi vào những ngày đầu năm dân sự Cho nên người ta muốn dùng những ngày đầu năm đó Hướng đến Đức Mẹ Và việc mừng sinh nhật Đức Mẹ Là với cái mục đích Trong ngày đầu năm hướng về Đức Mẹ Niềm vui của toàn thể nhân loại Giải thích thì chúng ta biết vậy thôi Để chúng ta biết rằng Cái ngày sinh của Đức Mẹ chính xác hay không Không quan trọng Mà cái điều quan trọng nhất Là chúng ta nhận ra ý nghĩa Của việc cử hành ngày sinh nhật Đức Mẹ Vậy thì chúng ta bước đến cái điều chúng ta hỏi Ý nghĩa của ngày chúng ta cử hành sinh nhật Đức Mẹ Là mang ý nghĩa gì? Thưa giáo hội muốn nhắc chúng ta hai điều này điều thứ nhất đó là ngày sinh nhật của đức maria mẹ của mỗi người chúng ta là ngày mang lại niềm vui cho toàn thể nhân loại vui ở cái chỗ nào như ở trong cái câu nhập lễ chúng ta đọc lúc nãy đó là Ngài mẹ Maria sinh ra Như là vần hồng báo tin mặt trời Công chính là Đức Giêsu Kitô sắp xuất hiện Ai mà sống ở biển cả Ai mà đi trên biển cả vào lúc bình minh Sẽ thấy rõ cái điều đó Trước khi mặt trời mọc lên Thì sẽ có một cái vần hồng sáng lên để báo tin rằng mặt trời sẽ xuất hiện. Ngày sinh của Đức Mẹ cũng vậy, như là một cái vần hồng báo tin mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta, đứng cứu chữa chúng ta khỏi vết nhơ của tội lỗi sẽ xuất hiện. Và vì thế mà việc Đức Mẹ sinh ra là niềm vui cho mỗi người chúng ta và chúng ta cử hành ngày đó để nhắc nhớ chúng ta vui mừng vì Đức Mẹ xuất hiện, vì Chúa Giêsu -xu xuất hiện. Điều thứ hai, giáo hội muốn nhắc chúng ta đó là mỗi người chúng ta phải biết bắt chước nôi gương Đức Mẹ để chúng ta Ngày sinh của chúng ta là niềm vui của mọi người Của gia đình chúng ta Thì niềm vui đó phải được kéo dài Và trở thành nên trọn vẹn Khi chúng ta trở thành thánh Trong ngày chúng ta rời khỏi cuộc trần này Vậy thì chúng ta nôi gương đức mẹ ở cái chỗ nào Dựa vào tin mừng ngày hôm nay Chúng ta thấy có hai điểm đặc biệt Nối đến gia phả của Chúa Giêsu xu và nói đến việc ông thánh Giuse nhận ra bào thai trong lòng Đức Mẹ, nói đến việc gia phả của Chúa Giêsu thì thông thường trong gia phả người ta thường nhắc tên của các người nam. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy có bốn tên người nữ, đặc biệt là cái tên của Đức Maria. Điều đó cho thấy cái vai trò của Đức Maria cũng rất là quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong sứ mạng thực hiện cái chương trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Cho nên Đức Mẹ mới được đặt vào trong những cái tên trong gia phả của Chúa Giêsu. Cái điều thứ hai, khi chúng ta nhìn vào việc ông thánh Du-xe nhận ra cái bào thai trong lòng Đức Maria không phải của mình và ông thánh Giuse định tâm lìa bỏ Đức Maria một cách kín đáo. Ở đây điều chúng ta chú ý đó là không có nghe Đức mẹ giải thích với ông thánh Giuse một chút nào cả, không có thấy ghi lại. Tại sao vậy? Thưa bởi vì Đức Maria đã phó thác cuộc đời mình cho chương trình của Chúa. Khi nói tiếng sinh vân, thì Đức Maria đã muốn phó thác một cách hoàn toàn để cho Thiên Chúa định liệu. Khi Đức Maria cất tiếng sinh vân, là Đức Maria trao trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa để Thiên Chúa giữ gìn, để Thiên Chúa hoạch định và để Thiên Chúa làm những điều Thiên Chúa muốn. Cho nên Đức Maria không có ghi lại một cái tiếng nào giải thích để cho thấy rằng Đức Maria đã phó thác tất cả cho Chúa. Từ hai cái điểm đặc biệt trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta rút ra bài học cho mỗi người chúng ta noi gương Đức Mẹ. Đức Mẹ giàu là một cái con người bình thường, giàu với một cuộc sống rất là âm thầm, nhưng Đức Maria có một cái vai trò rất đặc biệt, trong chương trình của thiên chúa và đức maria đã phó thác tất cả cho chúa để chúa sử dụng như một công cụ trong tay thiên chúa mỗi người chúng ta cũng vậy mỗi người chúng ta khi được đặt trong cuộc trần này chúa đã có chương trình hoạch định cho chúng ta dù rằng mỗi người chúng ta sinh ra đời này có thể rất âm thầm nhưng trong chương trình của Chúa có một cái chỗ đứng, có một cái vị trí riêng. Mỗi người chúng ta có biết cộng tác với Chúa bằng sự phó thác hay không? Xin cho mỗi người chúng ta khi chiêm ngắm ngày sinh của Đức Maria biết mừng rỡ, hân hoan vì Chúa đã cho chúng ta một người mẹ là Đức Maria. Đồng thời xin cho mỗi người chúng ta cũng biết noi gương mẹ sống như thế nào để ngày chúng ta bước ra khỏi cuộc trần này là một niềm vui khi chúng ta trở thành thánh như đức maria mẹ của mỗi người chúng ta amen